tao, bắt bà đi cho tao, bắt đi liền nhanh lên, bắt liền, bắt liền, bắt bà liền cho tao. Bà trốn gì? Gọi ăn hay quay đi cho mập đi. Đây là cả nhà ơi, cả nhà đây nè, đâu rồi? Đây là coi mẹ. Như vậy cả nhà ơi, trời ơi trời, con hay là chị Ni về tới. Chốn rồi, chốn rồi, chốn rồi. Cả nhà thấy không? Bà trốn còn nữa đó, cả nhà thấy chưa? Trốn hết. Bà trốn đám tụi con hết. Bà trốn hết. Nghe ốm, dạ. Nghe ốm, sợ ốm cái đem heo quay đồ ra nói chị ốm không vậy? Đây là không nha. Đây vẫn đẹp, vẫn tươi xanh nha cả nhà. Trời ơi. Em mua heo quay mà em lựa khúc mỡ cho chị ăn cho nó dễ mập. Mau lên kia. Vậy mà đã đồn. Vậy mà cô hồn. Vậy mà cô hồn đó đồn chỉ xuống 8kg. Thôi mọi người. Trời ơi. Sao đi mọi người. Đồn im lặng cho bà này nói kìa. Đã giờ nhiều ngày rồi nhưng mà không có lên. Im lặng mà tụi này nó ghê quá đó mọi người. Rồi hôm qua chị ăn mỡ rồi. Ăn mỡ. Đem đồ ăn nè. Nghe ốm quá đem đồ ăn nè. Trời đồ ăn. Con bấm đem hủ tiếu bò viên. Giờ này mày á, cái tô này, cái tô hủ tiếu bò viên này từ sáng tới giờ mày bán còn dư lại mày đem cho. Không, chị Ni này đi chạy pin đó. Chị Ni này là chạy bằng pin đó mọi người. Đâu giờ bà để cho bà đi nói được chưa? Không. Nãy giờ bà đi nói mà bà dầm nói không à. Tôi nói dầm á. Ni ơi nói đi cưng. Hai ba. Mai chị đi bắt biểu. Mai chị đi bắt biểu. Đi bắt biểu gì vậy? Bà nhớ nè, trời ơi. Nhà trai Google Maps không mà biết người ta giảm 8kg. Quỷ chứ không phải con người nữa. Ở chị Ni cảm ơn nó chưa vậy? Thì đợi nó nói. Trộm vía, trộm vía đi giảm 8kg. Bây giờ để bà đi nói chưa cảm ơn nó nè. Cảm ơn đi. Rồi, đi nói là cảm ơn đi. Thật sự do Bình Trâm với lại Băng đồ nói chứ mà Ni sẽ có một cái lời cảm ơn là cảm ơn một Facebook, một YouTube ở nhà, nhưng mà vì cũng là cái người khi mà đăng lên cũng là cái người cứu Ni. Ni cảm ơn rất nhiều vậy thôi, giống gì hết. Cái đứa nào mà đăng clip mừng rỡ đầu tiên kêu họ tên của chị ra thì nhà không ai biết hết đó. Dòng họ không ai biết, cả bạn bè trên toàn thế giới luôn đó, kiểu là Đông Nam Á không biết á, mà khi nhìn thấy được cái bài post như vậy á, cái clip như vậy á thì mọi người đã biết là gặp nạn ở đâu, thì cũng là cảm ơn cho Ni về đợt này nha. Ni sẽ không nói gì hết, tất cả những câu hỏi Ni sẽ không liên can và chỉ việc Ni làm thôi, cho Ni không có nói nhiều nữa. Cũng không có thể than thở gì hết á, Ni cũng chẳng thấy gì than thở hết á, tại vì đã nói là trận chiến nào thì cũng có thương đau, cũng có mất mát, nhưng mà Ni đã nói rồi là không có than thở, tại vì cái người hại mình cũng là cái người giúp mình, đơn giản vậy thôi. Còn hạ hồi phân giải thì thời gian sẽ trả lời. Nghiệp phân giải gì chị ơi? Phân thay nó luôn chứ phân giải gì. Chị không nói lấy gì, em làm content kiếm tiền chị. Ngày em phải live stream 2 lần 3 clip đó chị. Ni là Ni không có xuất hiện. Tại vì chị không nói em bịa chuyện hoài hoài. Mọi người cũng biết rồi làm. Ni không có than thở. Bịa chuyện hả? Không nói bịa chuyện mệt quá. Sau khi mà mình trải qua kiếp nạn thì mình sẽ thấy được ai là vàng, ai là đá. Em nhắc em là cục sình. Em nhắc Ni cũng xin lỗi là Ni về nhiều ngày rồi nhưng mà Ni im lặng. Ni chưa có thời gian nên chọn thời điểm thích hợp để Ni lên. Ni còn phải cảm ơn những người yêu thương Ni nữa. Tại vì mọi người biết không, Ni thấy hết á, Ni đọc hết, nói Ni trong ngóng Ni, người yêu thương Ni. Qua đó thì những người cũng nguyền rủa Ni. Và Ni cũng mong mọi người là thương Ni thì đừng có kiểu đôi lúc mọi người kiểu một người so sánh Ni với một người khác, hoặc là mọi người dùng những cái từ ngữ nhiều khi yêu thương quá đó. Cho nên Ni cũng là người bình thường thôi, cũng phải là nữ nhân hào kiệt thì cũng chẳng gì hết á. Ni là một người bình thường nhưng mà cái sự yêu thương của mọi người là khiến Ni không có trách móc gì cuộc đời này hết. Chỉ qua xảy ra vừa rồi thì khiến cho mẹ Ni không có ngủ được, rồi gia đình bên chồng cũng lo lắng, thì Ni cảm thấy Ni có lỗi vậy thôi, chứ còn không có than thở không gì hết. Còn cái việc nào Ni làm
Ni không có nói, tại vì không phải là Ni sẽ sò sọt hay gì hết, nhưng mà Ni xin phép im lặng thời gian này và mãi đến cuối cùng đoạn kết thì người nào làm thì người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Có xóa hay có gì thì cũng không thể nào mà đánh đi, có xóa đi thì cũng không có thể nào mà không có tẩy trắng được, không có đánh đi cái bằng chứng được, không có tẩy trắng được nha. Xóa đó phải dễ. Ừ. Xóa được với chị vậy? Đâu phải học trò đâu, mua bút xóa rồi muốn viết chữ gì thì viết, rồi xóa chữ gì xóa. Ủa, hai đứa nhận lương nhiêu vậy? 50.000 câu, 1.500.000 ngày. Mọi người biết rồi. Ni im lặng, Ni cũng có lý do của Ni. Thật sự mà nói thì mọi người biết không, Ni sợ nhất là gì không? Ni sợ mất chồng á. Thật sự cái đó là Ni nói thật đó. Ni sợ mất chồng của Ni á. Đơn giản vậy. Chị sao em đâu có sợ mất ông Tý đâu. Ủa? 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 Rồi nói đi chị nói đi, âm thanh của chị đâu có ý là Ni nói là đối với mọi người á thì Ni có thể hạ mình, Ni không bao giờ Ni hạ mình trước ai á, nhưng mà đối với chồng Ni thì Ni có thể cho Ni hạ mình tí là Ni sợ mất thật, thì mọi người cũng hiểu rồi. Còn ai đã hại Ni trong cái vụ này mọi người biết rồi, chúng nữa đã gọi là mật vụ mà bắt Ni, chị Cẩm Lan hứa em cảm ơn chị ở Cẩm Việt Lan Nam biết, mọi người cũng biết rồi. Cũng nhờ vậy mà Ni được cứu đó. Nếu mà khôn một tí thì chắc Ni giờ này Ni cũng không có ở đây. Nếu mà khôn thì không có ở đây đâu. Ngu mà tỏ ra nguy hiểm hả mày? Tức chết luôn. Ngu mà mày tỏ ra mày nguy hiểm hả mày? Trời đất ơi. Nó khôn nó đâu bị đuổi. Thôi ơi.